Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ món bánh ngọt tạc ô pom en rose, có nghĩa là bánh táo hình hoa hồng của Pháp. Thì đầu tiên mình sẽ làm vỏ bánh trước. Mình sẽ rây 250g bột mì. Sau đó mình sẽ cho vào 125g bơ. Mình sẽ sử dụng kỹ thuật là sáp lê, có nghĩa là mình sẽ dùng tay xe trộn bột và bơ lại với nhau, nhuyễn như là mình đang xe cát vậy đó. Đây là hai kỹ thuật khác nhau giữa pâte brisée và pâte sablée. Hôm trước mình làm tartlette au chocolat là pâte brisée, vỏ bánh giòn và xốp. Còn đối với bánh táo này, mình sẽ cần cái vỏ bánh mềm nên mình sử dụng pâte sablée. Thì mình cho vào đây thêm 2g muối và 25g đường. Các bạn pha 50ml nước với một chồng đỏ trứng gà. Sau đó mình trộn đều hỗn hợp lại với nhau. Mình sẽ nắn hỗn hợp bột thành viên tròn và mịn. Trong quá trình nắn bột thì các bạn nhớ luộc bột từ trong ra ngoài ha, tại vì phía trong vẫn còn chỗ ẩm, chỗ khô thì mình sẽ luồn ra ngoài để mình tạo cái độ đàn hồi với độ ẩm đều. Còn nếu như bột phía trong nó nhão quá thì các bạn áo thêm bột, còn nếu mà khô quá thì các bạn rước ít nước lên. Rồi mình nắn đều tay ha, đến khi nào mà cái hỗn hợp bột tròn mịn và không còn dính tay mình nữa là được. Hai vị khách đã đi rồi, mình xin được tiếp tục nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ gọt vỏ và mình cắt đôi trái bom. Sau đó mình sẽ dùng cây muỗng của Parisien á, mình sẽ lấy hạt ra. Mình ở đây có hai phần táo ha. Thì táo mà để trang trí trên vỏ bánh thì các bạn cắt dày khoảng 2mm. Còn mà táo dùng để làm mứt thì các bạn cắt hình vuông. Bạn nặn vào đó nửa trái chanh, sau đó cho 50ml nước, 40g đường, 2g muối. Rồi các bạn bắt lên nấu, các bạn canh lửa nhỏ. Các bạn đảo liên tục ha, cẩn thận coi chừng cháy ở dưới đáy. Đến khi nào mà ở dưới đáy mình cảm thấy nó khô, nó ráo rồi đó, thì được. Rồi mình sẽ qua giai đoạn tạo vỏ bánh nha các bạn. Bột sau khi nghỉ ở 20 phút thì mình lấy ra, mình cán bột. Mình sẽ rưới bột lên để trong cái quá trình mình cán nó không có bị dính. Sau đó các bạn sẽ nhấn cái cán bột theo hình chữ thập ha. Rồi các bạn từ bốn góc các bạn tủa ra để mình cán sao để cho miếng bột của mình có dạng là hình tròn và chiều dày của nó là khoảng 3mm ha. Trong quá trình cán thì các bạn cứ sử dụng tay mình nó chạm vào cái miếng bột, thấy chỗ nào mà nó hơi nhô lên, nó cao á, thì mình cán cái phần đó cho nó đều ra. Các bạn nhớ tráng bơ trên cái khuôn của mình ha, để khi mình nướng thì mình lấy bánh ra cho nó dễ. Rồi các bạn sẽ tính được cái đường kính của cái muôn của mình. Ví dụ như cái muôn của mình á, nó là 28 thì các bạn phải cộng thêm mỗi bên 4cm nữa, thì khoảng 35-36cm. Như vậy thì mình không có bị hụt khi mà mình bỏ cái lớp bột lên cái khuôn. Các bạn dùng ngón tay của mình ha, ấn lớp bột sao cho nó bám vào cái thành và đáy của cái khuôn. Mình sẽ sử dụng cây cán bánh để mà mình cắt cái bề mặt của miếng bột ha. Mình sử dụng ngón tay để mình bấm bột ha, để nâng cái thân bánh nó cao khoảng 50mm. Sau đó mình sẽ dùng hai đầu ngón tay so le với nhau.
để mình tạo hình dáng cho bánh táo truyền thống của Pháp. Các bạn sử dụng một cái nĩa ha, mình để châm đáy bánh cho nó thoát khí trong quá trình mình nướng bánh. Đó mà mình sẽ cho mứt táo vào ha. Mình tráng đều thì nó dày khoảng 3 đến 4 mm. Sau đó mình sẽ xếp bánh theo hình hoa hồng. Có nghĩa là mình xếp xung quanh một lớp, nhưng mà các bạn nhớ là phải để đứng, đừng có để nằm, ta làm sẽ không có làm đẹp cái bánh. Sau đó lớp thứ hai mình sẽ để so le với cái lớp thứ nhất, rồi cứ tiếp tục. Các bạn xếp làm sao cho giống một cái bông hồng là được. Lúc này các bạn nhớ khởi động lò nướng ở nhiệt độ là 200 độ C. Các bạn lưu ý ha, khi mình gọt táo đó thì các bạn gọt cho đều tay để mình tận dụng cái vỏ của táo đó, mình tạo thành ba cái hoa hồng để mình trang trí trên cái bánh. Khi mình nướng ra thì nhìn rất là dễ thương. Ở đây mình sử dụng cái táo Golden thì nó là màu vàng, thì nó sẽ cho cái bông với bánh là màu vàng. Có loại thì nó màu đỏ cam, thì khi mà mình làm ra với mình cuốn cái bông hồng ra thì nó sẽ cho là màu đỏ cam. Rồi sau đó mình sẽ cho vào lò nướng 180 độ và 35 phút. Lúc này là mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Rồi các bạn mở lò ra mà thấy bánh mình có cái màu đẹp là lúc này bánh mình đã ok rồi đó. Rồi sau đó mình quét một lớp siro làm bóng bánh lên nữa là được. Thì cái siro làm bóng bánh này thì các bạn cần nửa gói bột nabas, sau đó cho vào 10cl nước, 2 muỗng cà phê đường, rồi các bạn đun sôi lên. Rồi mình sử dụng cái băng xô, mình sẽ phết cái siro đó khắp bề mặt của cái miếng bánh táo để cho nó đẹp và bóng ha. Các bạn nhớ quét kỹ nha, đừng có chỗ lòi chỗ lõm mà bánh mình nó không có đẹp. Buổi chia sẻ cách làm bánh táo hoa hồng của mình cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh của mình để theo dõi những clip mới.